Ok, chào mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người bộ tay nâng mặt giường LB832. Thì cái bộ phụ kiện này tại sao chúng ta nên sử dụng cho giường? Thì nó sẽ giúp giường chúng ta trở nên thông minh hơn. Tay nâng mặt giường nghĩa là sao? Là bộ tay nâng giúp nâng cái mặt giường lên, tạo ra cái khoảng trống ở phía dưới mặt giường. Thì cái khoảng trống này mình có thể tận dụng để đồ và giữ nó là một cái không gian rất là kín đáo mà không phải ai cũng biết. Thì thường á, những cái giường bình thường á, thì cái không gian ở phía dưới giường á, thường được bị bỏ trống và nó rất là dơ và bụi. Thì thay vào đó chúng ta có thể thiết kế một cái giường thông minh với bộ phụ kiện tay nâng mặt giường LB832, thì sẽ nâng cao cái thẩm mỹ và khiến cho cái món nội thất của mình thêm cái phần giá trị. Thì nói về cái bộ LB832 á, thì hiện tại bên công ty mình đang có hai kích thước, đó là một bộ một dài 1m1 và cái chiều dài của cái thanh dài nhất này đó, và một bộ là dài 1m5. Thì một bộ dài 1m1 và bộ 1m5 thì nó khác nhau ở chỗ nào? Thì với bộ 1m1 thì chúng ta sử dụng cho những cái giường mà kích thước từ 1m5 trở xuống, thường là có thể là giường trẻ em. Còn như là bộ dài 1m5 thì chúng ta có thể sử dụng cho những cái giường lớn hơn, giường 2m1, 2m2 rồi lên. Thì một bộ phụ kiện của nó thì bao gồm những món sau: thứ nhất, hai cái bên hơi; thứ hai, bốn cái con tán; và hai cái tay nâng, hai cái bộ khung tay nâng là trái và phải. Đây bạn nhìn thấy nè, khác biệt nhau đó. Rồi thì để mà lựa chọn một cái bên hơi cho phù hợp á, thì đầu tiên là khi các bạn mô tả cho bọn mình về cái sản phẩm của mình á, cái mặt bàn, mặt giường bao nhiêu ký, thì bọn mình sẽ cho các bạn một cái bên hơi mẫu trước. Thì nếu như mà trong quá trình lắp ráp á, mà mình cảm thấy cái bên hơi này nặng hay nhẹ hơn, và cái sức nâng của nó nặng hay nhẹ hơn so với cái mặt giường, thì chúng ta có thể đến với cửa hàng bên mình, thì bên mình sẽ đổi lại cho một cái bên hơi phù hợp nhất cho các bạn ha. Thì cái này, cái cách này là cách mà dễ dàng nhất để cho chúng ta tạo ra một cái sản phẩm mà tuyệt vời và phù hợp. Sau đây mình sẽ chỉ mọi người cách lắp bộ này ha. Thì mà mình mở cho cái bộ tay nâng nó rộng ra, mình lắp bên hơi vô. Rồi, rồi mình vặn tấn bầu vô. Vặn tấn bầu vô, hay rồi. Sau mình sẽ lấy dùng cái khóa này, xiết này. Xiết này, đó. Thì cái bộ này nó sẽ để như thế này. Phần này sẽ lắp vô cái thành giường, phần này sẽ lắp vô cái mặt giường. Nhưng mà để cho nó cái hiệu quả nâng cho được tốt á, thì chúng ta sẽ thiết kế thêm một cái bộ khung để khung mặt giường, và bắt hai cái tay nâng này ở hai bên. Thì cái khung mặt giường này tùy theo vào cái thiết kế của cái mặt giường bạn kích thước bao nhiêu, thì chúng ta làm một cái bộ khung cho phù hợp. Thì đây là những cái lỗ bu lông để bắt vô mặt giường ha. Đây là thành giường đó, thì đây sẽ là khi mở ra thì nó sẽ nâng lên, còn không các bạn sẽ đóng lại ha. Rồi, cảm ơn mọi người. Thì mọi người có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline mình để bên dưới ha.